Nhận định soi kèo Barcelona với Getafe lúc 3 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021, vòng 31 La Liga, Barcelona sẽ được thi đấu trên sân nhà để tiếp đón các vị khách Getafe. Đây là cơ hội cho thầy trò Ronald Koeman tiếp tục cuộc đua vô địch. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman đang thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây khi mà Barcelona đã có được 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Koeman đang có được 65 điểm sau 30 vòng đấu. Họ còn kém đội xếp thứ 2 Real 2 điểm và ngôi đầu của Al Madrid 5 điểm. Được thi đấu trên sân nhà Camp Nou là một lợi thế đối với thầy trò Ronald Koeman, nhất là khi Barcelona đang thi đấu ấn tượng trên sân nhà với chuỗi thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Thêm vào đó, trong 5 lần gần nhất tiếp đón các vị khách Getafe trên sân nhà, Barca cũng đang bất bại với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Bordalas lại đang cho thấy một phong độ thi đấu vô cùng thất vọng trong thời gian gần đây khi mà Getafe đã không thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Với phong độ sân khách tệ hại gần đây, chuyến làm khách trên sân của Barca sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Jose Bordalas. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đang không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Minh chứng là trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ có tổng cộng 6 bàn thắng được ghi. Mặc dù hàng công của Barca đang thi đấu ấn tượng, tuy nhiên, hàng thủ của Getafe cũng thi đấu chắc chắn. Do đó, nhiều khả năng trận đấu này, xỉu sẽ thắng kèo. Chọn xỉu, soi kèo hiệp 1. Với lợi thế sân nhà trong trận đấu này cùng phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman sẽ là những người chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Dưới sức ép của đội chủ nhà, các chuyên gia dự đoán khả năng Barcelona sẽ có được bàn thắng trước trong hiệp 1.